Thưa quý vị, hòa chung với các hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ cả nước hướng đến tháng thanh niên, sáng nay tại quảng trường 29 tháng 3, Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức lễ phát động và ra quân hưởng ứng tháng thanh niên năm 2023 với chủ đề Tuổi trẻ Đà Nẵng tiên phong chuyển đổi số. Tháng thanh niên năm 2023 sẽ tập trung vào các hoạt động giáo dục truyền thống vẻ vang của đoàn, các hoạt động phát huy vai trò xung kích tình nguyện sáng tạo của tuổi trẻ thành phố, các hoạt động đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, hội nhập quốc tế, chăm lo hỗ trợ thanh thiếu nhi, hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ thông tin trong thủ tục hành chính, hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp, đặc biệt là trong mảng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng chuyển đổi số. Cùng với đó, tuổi trẻ Đà Nẵng cũng sẽ tập trung vào các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, ứng dụng công nghệ để tiến hành số hóa các địa danh lịch sử, di tích, địa chỉ đỏ trên địa bàn toàn thành phố. Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn cũng như là nghị quyết 05 của Thành ủy Đà Nẵng về chuyển đổi số, thì trong tháng thanh niên năm 2023, Thành đoàn Đà Nẵng đã xác định chủ đề là Tuổi trẻ Đà Nẵng tiên phong chuyển đổi số, với các hoạt động chuyển đổi số trong đoàn viên thanh niên cũng như là tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo đoàn viên thanh thiếu nhi thành phố về nghị quyết 05 của Thành ủy Đà Nẵng về chuyển đổi số cũng như các hoạt động gắn liền với chuyển đổi số trong thanh niên. Trong tháng thanh niên năm nay, Thành đoàn Đà Nẵng sẽ thực hiện hai công trình gồm chung tay bảo vệ nguồn nước và cải tạo cảnh quan sông Phú Lộc trên địa bàn quận Thanh Khê và số hóa địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Cùng với đó, một loạt hệ thống chỉ tiêu cũng được đoàn đặt ra nhằm huy động sức trẻ, trí tuệ của đoàn viên trong các công trình phần việc thanh niên. Chúng tôi sẽ tổ chức số hóa một số địa chỉ đỏ trên địa bàn quận. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu tại các tiểu thương của chợ Hòa Mỹ, phường Hòa Minh, thì chúng tôi cũng sẽ xây dựng các mã QR code, các mã thanh toán cho các tiểu thương của chợ. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xây dựng mô hình mỗi chi đoàn một địa chỉ yêu thương tham gia giúp đỡ cho các hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn quận. Tại lễ phát động, Thành đoàn Đà Nẵng cũng đã trao 14 khu vui chơi thiếu nhi, 85 chiếc loa thanh niên và 2 thư viện sách dành cho các đơn vị trực thuộc thành đoàn với tổng kinh phí 4,4 tỷ đồng.